Hello, xin chào tất cả anh em và chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với clip tiếp theo của mình. Và trước khi vào clip thì mình xin chúc toàn thể anh em có một buổi tối thật là vui vẻ ở bên cạnh gia đình của mình nha. Và rồi trở lại với trận đấu ngày hôm nay. Ở trong cái clip trước của mình thì có một số bạn comment ở phía dưới là hỏi anh ơi trang bị mùa này lên như thế nào. Thì ở trong clip này mình sẽ giải đáp thắc mắc cho anh em nha. Rồi vẫn như mọi khi thôi, mình sẽ dùng cái nội tại để vượt qua tường như này. Bây giờ bởi vì cái bụi cỏ ở đường mid ấy nó thiết kế khá là xa, cho nên là việc tập kích đầu game thì nó sẽ không còn mấy hiệu quả nữa anh em ạ. Cho nên là chiếm được cái bụi đó cũng có lợi mà không chiếm được cũng không sao nha anh em. Rồi dọn xong cái tân lính đầu tiên đã để đặt cấp độ 2 đi ganh đã anh em ạ. Và hôm nay thì mình sẽ trình bày cho anh em cái lối lên trang bị hoàn toàn mới cho vị tướng rát này nha. Rồi từ pha này team bạn vào cướp rừng này anh em ơi. Rồi Roe này, Roe chắc chắn là sẽ không chạy được. Rồi đẩy cái nội tại của mình về. Anh nhân này đã bị mắc kẹt ở đây rồi, không chạy được đâu. Và đã có chiến công đầu cho mình. Rồi gấu như này thì cũng phải lên bảng điểm số thôi. Anh em có thể thấy là mặc dù vị tướng này đã bị giảm sức mạnh rồi, nhưng anh em có thể thấy là đầu game đá vẫn rất là thốn nha. Đá vẫn rất thốn, cho nên là vị tướng này anh em không phải lo về việc mà nó giảm sức mạnh hay gì đâu. Vẫn dùng tốt ở đường mid nha. Rồi bây giờ mình sẽ lên ganh bạn Zena luôn này. Còn thấp máu như này chắc chắn là sẽ không chạy được rồi. Đấm nội tại rồi chiêu 1 là đã có mạng rồi. Đó thì hôm nay thì mình sẽ trình bày cho anh em cái lối lên trang bị. Đó là lên cái mặt nạ xuyên giáp trước nha. Thì ở mọi lần ấy mình vẫn lên cái triệu bùng nổ trước, nhưng mà bây giờ ấy mình test ở một số trận rồi thì bây giờ lên cái mặt nạ xuyên giáp đầu game ấy thì nó khá là lợi hơn nhiều so với việc mà anh em cứ lên cái triệu bùng nổ đầu tiên. Thì anh em cứ đem cái trang bị của mình này áp dụng vào chơi ranh đi, mình đảm bảo anh em là cực kỳ hiệu quả luôn nha. Rồi trang bị thì cũng như mọi lần thôi, mình sẽ để ở góc trái màn hình. Thì hôm nay mình chỉ hướng dẫn nguyên trang bị thôi nha. Còn anh em nào mà muốn xem bảng ngọc hoặc là phù hiệu ấy thì anh em hãy quay lại clip trước, mình đã giải thích khá là rõ rồi nha. Rồi chưa đạt cấp độ 4 anh em ơi, chưa đạt cấp độ 4. Rồi đã có lên cấp độ 4 rồi. Bây giờ thì team mình sẽ ăn rồng. Thôi anh em ạ, pha này thì bỏ đi, rừng của mình chưa đến nơi. Rồi thanh niên Zuka đã phải đổi đường rồi. Thanh niên Zuka đã phải đổi đường cho Zena rồi. Pha vừa rồi thì Zena đang ở cái dạng đại đào anh em. Thì cái thủ của nó, thì cái độ chống chịu của nó khá là nhiều, cho nên là mình quyết định đã không combo vào phát đấy nha anh em. Rồi bây giờ mới ăn rồng này anh em ơi. Bây giờ mới ăn rồng nha. Trang bị thì có thể ở mùa này anh em có thể lên 2 đồ xuyên giáp cho mình cũng được. Nó cũng không sao, bởi vì lên 2 đồ xuyên giáp thì nó tăng khá là nhiều sát thương lên dành cho vị tướng rát này, khi mà chiêu 2 đã bị nép về cái khoản xuyên giáp rồi anh em ạ. Đó, bạn Zena đứng trong đây thì mình đã biết rồi. Rồi chạy thôi anh em ạ, pha này thì mình chạy thôi, không để ăn lại được gấu và Zena đâu, khi mà bây giờ thì mình cũng gọi là chưa có nhiều đồ lắm, cho nên là sẽ không chơi được đâu. Mình sẽ quay lại mình dọn lính tiếp nha. Rồi anh em có thể thấy là cái bảng phù hiệu farm lính anh em nó khá là lợi ở phiên bản này, cho nên là mình khuyên anh em là nếu anh em mà muốn chơi kiểu là vừa farm vừa đi ganh ấy thì anh em hãy lấy cái bảng phù hiệu đấy cho mình nha. Nó khá là lợi đấy. Rồi thì nó sẽ xóa được cái hạn chế lớn nhất của vị tướng rát này, đó là về cái khoản dọn lính nha. Về khoản dọn lính của vị tướng rát này nó cũng không phải là nhanh đâu. Đầu game thì nó dọn lính khá là chậm hơn rất nhiều so với những vị tướng khác ở đường mid nha. Rồi bây giờ mình sẽ xuống đường rồng mình ganh luôn này. Thì thanh niên rừng team bạn đã ra rồi. Đó, thanh niên rừng team bạn đã ra ganh rồi thì mình cũng xuống mình ganh thôi. Rồi pha này lùi về, team bạn không chơi nữa thì mình lùi về thôi. Đó, ra đường mid lia lính tiếp tục này anh em ơi. Không biết là ở mùa này thì anh em mức rank đến đâu rồi. Nick của mình hôm nay thì mình chơi ở mức rank đó là cao thủ, hình như là 12 sao thì phải, hình như thế. Thì không biết là anh em ở mức rank gì rồi, anh em có cần mình kéo rank hay không.
Nếu như mà anh em cần mình kéo danh ấy, thì anh em hãy kết bạn Facebook với mình. Thì mỗi buổi tối vào khung giờ đó là 8:30 thì mình vẫn live stream kéo danh nha. Rồi, bạn gấu pha này thì quả cầu băng xương quá sai rồi. Và đã có mạng gục thứ 5 cho mình. Anh em có thể thấy là đảo ganh vẫn rất là hiệu quả nha. Đó, làm luôn cái trụ này. Và nếu như mà anh em thấy clip này của mình hay và hữu ích cho anh em thì hãy cho mình một like, một đăng ký kênh và một chia sẻ nha. Thì kênh của mình bây giờ cũng sắp được 1.000 sub rồi anh em ạ. Anh em cố lên để cho kênh mình được sớm đạt được 1.000 sub nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Đó, bạn Roy đi ở đây thì chuẩn bị giết luôn này. Giết luôn Roy này. Đó, bạn ấy đi cứ hớ hênh như này thì chắc chắn sẽ phải lên bảng điểm số thôi. Đó, cướp hết quái rừng bên team bạn thôi. Rồi, pha này từ từ lui nhẹ ra tí anh em ạ. Pha này thì lui nhẹ ra tí, team bạn khá đông. Rồi, bây giờ mình vẫn còn chiêu nha. Đó, combo để giết Joker. Rồi, pha này thì khá cồng kềnh anh em ơi. Combo khá cồng kềnh khi mà mình kết hợp cả tốc biến nữa. Pha đó thì nó quá tầm rồi. Pha đó bạn Joker ở gần mình. Pha đó thì khá là phí tốc biến. Nhưng mà thôi, không sao. Cũng ăn được mạng rồi anh em ạ. Gọi là của đi thay người mà. Đó, anh em lưu ý giúp mình nhá. Anh em làm gì thì làm, nhưng mà đừng có bỏ lính ở đường mình nha. Đừng có bỏ lính ở cái lan của mình. Thì đồng đội sẽ chửi cho đấy anh em ạ. Đó, anh em, nếu như anh em mà không có gì farm thì anh em cứ đi lòng vòng ở phía phần bụi cỏ này, anh em check size cho mình nha. Đi check size. Khi mà anh em đã nắm bắt được size của tướng địch rồi thì đánh khá là dễ luôn. Đó, team mình đã ép và lấy được cái trụ mid rồi anh em ơi. Anh em mà muốn kiểm soát được rừng của team địch ấy thì mình khuyên anh em hãy gọi đồng đội ra để ép lấy được cái trụ mid đầu tiên. Lấy được cái trụ mid đầu tiên càng sớm càng tốt nha. Khi đó thì mình sẽ kiểm soát được tốt những hai con bùa hai bên của team địch hơn. Đó, để lấy được cái lợi thế cho team mình và lăn cầu tuyết trận đấu nhanh hơn. Đó. Và có lợi thế thì anh em đừng quên đó là cướp hết sạch rừng của team địch đi nha. Đừng cho team địch farm. Đây là cái cách mà mình hay chơi, mà mình hay áp dụng nhất. Thì anh em mà xem clip này thì hãy mang cái chiến thuật này của mình vào chơi đấu rank nha. Đó, bây giờ đá khá là thốn rồi anh em ơi. Bây giờ đã đá khá là thốn rồi. Khi mà KDA của mình bây giờ là 603. Đó, làm luôn con bùa xanh này. Thôi, pha này bùa xanh thì nhường cho AD thôi anh em ạ. Mình cũng không cần bùa xanh. Nấp ở đây này. Đó, gấu đã xuất hiện này. Anh em có thể thấy là cái độ sốc đam của vị tướng này nó vẫn rất là đáng sợ nha. Rất là đáng sợ khi mà anh em đã quá xanh như thế này rồi. Đó, pha này thì spam chiêu rồi lui lại một chút này. Đó, vừa chạy vừa spam chiêu. Anh em đừng có chạy luôn nha. Nếu anh em chạy luôn là dở đấy. Đó, rình rình này, nấp trong bụi này. Đó, combo Roy trước này. Rồi, đã hạ gục Roy rồi. Pha này thì team mình 2-4 rồi. 2-4 như pha đó là 2-4 rồi. Nhưng mà rồi, Zena đứng biến vẻ khá là hớ hênh anh em ơi. Rồi, đã hạ gục luôn được Slim rồi anh em ơi. Anh em có thể thấy bây giờ mình đá rất là thốn luôn. Đó, tốc biến chạy đi. May quá anh em ạ, không dính cái tên lửa của Joker anh em ạ. Rồi, bây giờ làm luôn con rồng nha. Bây giờ team bạn đã chết hết rồi. Chết gần hết rồi, mình làm luôn con rồng nha. Rồi, ăn xong rồng thì biến về thôi, biến về hồi máu thôi. Bây giờ mà ở lại nữa thì chắc chắn là sẽ phải lên bảng điểm số luôn anh em ạ. Đó. Rồi, AD team mình khá hay anh em ơi. AD team mình khá hay. Khi mà đã dùng được cái chiêu 2 để né được cái kỹ năng ulti của Zuka anh em ạ. Khá hay. Đó, nếu như mà anh em mà đã quen với lối trang bị như cũ rồi ấy, thì anh em cũng có thể lên được lối trang bị đấy. Nhưng mà phiên bản này mình khuyên anh em là nên lên hai đồ xuyên giáp nha. Nếu như mà anh em chưa xanh được như mình này thì anh em hãy lên cho mình hai đồ xuyên giáp nha. Để cho đá được cho thốn hơn nha. Đó, còn như mình bây giờ đã xanh rồi thì mình sẽ không lên hai đồ xuyên giáp đâu anh em ạ. Mình chỉ lên một cái trượng hỗn mang thôi. Đá cũng khá là thốn rồi, anh em có thể thấy là đá một cái là Slim đã phải mất nửa cái máu rồi.
Rồi đã bước sang phút thứ 10 rồi anh em ơi. Đã bước sang phút thứ 10 rồi. Mình rất là muốn trận đấu này kết thúc sớm khi mà team bạn ấy có những cái vị tướng lết khá là sợ. Rồi. Pha này thì đúng là đi không để ý anh em ơi. Pha này đi không để ý luôn. Nhưng mà team bạn nấp cũng khá kỹ. Zena và Joker dồn đam vào thì pha đó mình khá là bị sốc đam nha, cho nên là đã không thể làm gì được, không dãy dụa được anh em ạ. Đó thì mình nói rồi, team bạn có những cái vị tướng lết khá là đáng sợ, cho nên là mình sẽ muốn trận đấu này nó kết thúc sớm một chút, không thì về cuối Slim này, Zuka rồi Joker đấy anh em ạ. Khi đó thì lượng sát thương mà dồn vào mục tiêu của team địch sẽ rất là kinh khủng. Cho nên là mình sẽ cố gắng kết thúc sớm trận đấu này ở đây nha. Đó, thì team mình đã ăn được tà thần và thả rồng ở đường boss rồi. Thì bây giờ mình sẽ cùng đồng đội của mình đi cùng nhau và ép để lấy những cái đường lính siêu cấp còn lại và để end game thôi anh em ạ. Đó, đẩy xong cái 7 lính mid này thì mình sẽ đi cùng đồng đội mình nha. Về cuối game này anh em chú ý là hạn chế đi lẻ này và hạn chế lộ sai nha. Nếu như con rat này mà anh em không để lỗ sai ấy, thì anh em sẽ sốc đam khá là dễ. Rồi Zena dọn lính rồi. Zena dọn lính thì mình chỉ đứng đây mình trêu bạn một chút thôi. Đó, đã có đánh nhau này, mình sẽ lên mình combo luôn này. Đó, ulti tốc biến luôn này anh em ơi. Đó, anh em hãy luyện cho mình cái combo ulti tốc biến nha. Bởi vì combo này ấy, nó rất là hiệu quả luôn, mình cam đoan với anh em nha. Rồi đã có mạng thứ 3 cho mình. Một pha bắn ulti khá chuẩn đến từ phía vị trí của bạn AD. Và clip của mình đến đây cũng đã kết thúc rồi. Anh em thấy clip của mình hay thì hãy để lại cho mình một like, một đăng ký kênh và một chia sẻ nha. Và chúc anh em leo danh ở mùa 15 này thành công. Cảm ơn tất cả anh em rất là nhiều. Bye bye tất cả anh em nha.